Chào các bạn, hôm nay thì Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc Canon EOS M5. Chiếc máy mới ra này thì nó có cái đặc điểm như sau. Nó có cái cấu tạo như hình dạng giống với cái dòng máy SLR trước kia. Và nó chính vì cấu tạo SLR nên cái việc là cầm nó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta chụp ảnh nhiều. Và cái nền tảng bên trong của nó thì cũng khá là mạnh. Nó có cái cảm biến, quan trọng nhất là 24 megapixel, sử dụng APS-C và chúng ta có 49 điểm nét. Chip xử lý thì là chip xử lý gần như mới nhất hiện nay, DIGIC 7. ISO của nó thì rơi vào cái dải từ 100 đến 25.600. Shutter speed thì chúng ta sẽ có 1:4000. 1:4000 thì cũng khá là cao rồi, mình cũng không cần 1:8000 để làm gì cả. Với chiếc máy nhỏ gọn này thì cái shutter speed 1:4000 là mình nghĩ là đủ rồi, không cần thiết lên tới 1:8000 như những chiếc máy chụp thể thao chuyên nghiệp. 1:4000 chúng ta vẫn có thể chụp hoạt động thể thao rồi. Việc chụp liên tiếp thì chúng ta sẽ có 9 khung hình trên giây và một cái phần là quay video. Thì chiếc máy này nó sẽ nâng cấp chúng ta là có thể quay Full HD với 60 frame. So với chiếc Mark 3 mình đang dùng thì mình chỉ có thể quay được 30 frame Full HD thôi. Thì 60 frame so với một chiếc máy nhỏ gọn, giá thành cũng gọi là thuộc dạng dễ chịu này thì mình nghĩ đánh giá cao về cái chức năng này. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái lưu ý. Ngoài màn hình thì các bạn còn có thêm một màn hình ngắm điện tử ở trong này. Màn hình ngắm điện tử thì chúng ta sẽ không có cái chất lượng cao bằng màn hình ở ngoài. Với cái màn hình ngoài này thì chúng ta có một cái màn hình cảm ứng LCD cảm ứng với 1.62 megapixel. Ở phần cạnh sườn thì được tích hợp, thứ nhất chúng ta sẽ kể đến là phần mic. Phần mic này để giúp chúng ta gắn những cái loại mic ngoài thu âm tốt hơn. Một cái cổng để dành cho chúng ta lắp cái dây bấm mềm điều khiển. Một cái cổng kết nối. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Ở phần sườn bên này cũng có một cổng kết nối HDMI mini. Ở đây thì ký hiệu của cái phần sóng Wi-Fi. Cái máy này thì mình thấy có một đặc điểm là nó có rất nhiều kết nối Wi-Fi, kết nối Bluetooth, kết nối USB, kết nối HDMI. Ngoài ra có cả kết nối NFC, đăng ký hiệu NFC. Khá nhiều kết nối, các bạn có thể lấy hình ảnh ra. Ở chiếc máy này thì còn có một số cái lưu ý nữa. Ở phần pin, các bạn sẽ cho thẻ nhớ ở phần này. Ở đấy thẻ nhớ của chúng ta sẽ là thẻ nhớ SD. Cái cắm thẻ nhớ SD. Còn đây là cái phần mặt trước. Mình đang sử dụng một cái ống kính là 15-45mm. Cái thiết kế phần trước cũng như là các cái phần nút bấm ở trên này thì nó rất là quen thuộc với các bạn đã sử dụng những cái máy ảnh không hơi lật của Canon rồi. Một phần nữa là nó có thêm một cái flat cóc. Cái chiếc máy ảnh Canon M5 này thì nó cũng trang bị cho các bạn một cái màn hình lật. Màn hình lật này khi mà chúng ta chụp ảnh ở những cái góc từ trên cao xuống thì chúng ta có thể sử dụng như này. Hoặc là từ dưới thấp thì chúng ta có thể đẩy cái màn hình để chúng ta nhìn tốt hơn. Cái màn hình này mình thấy là nó khá là phổ biến rồi. Hiện nay thì rất là nhiều máy đã trang bị màn hình gập. Vừa rồi là một số cái phần giới thiệu qua phần bên ngoài cũng như là một số cái nền tảng chiếc máy. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái chức năng trong cái phần menu của máy. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút về setup. Và mình sẽ vào menu. Trong phần menu này chúng ta có một số cái setup rất là đơn giản. Ví dụ mình hay quay thì mình có thể chỉnh thể NTSC. Chúng ta sẽ có tối đa 60 frame khi quay. Đây là những cái phần chỉnh sáng tối, các cái chế độ như là tiết kiệm pin chẳng hạn, chế độ ban đêm với màn hình. Ngoài ra thì chúng ta có một số các cái chế độ. Cái màn hình này còn có thể cảm ứng, các bạn có thể sử dụng cảm ứng. Mình quen dùng các cái nút cứng rồi. Ở trong cái phần thiết lập, quan trọng là một cái phần thiết lập về các cái kết nối. Ở đây thì mình có kết nối Wi-Fi và cái sóng, mình cần vào đây. Trong này thì các bạn thấy là có Wi-Fi này, có Bluetooth này. Ngoài ra thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối NFC nữa. Thì với Wi-Fi
bạn kết nối có password này, các bạn có thể bật đây, NFC. Nếu mà chúng ta cài đặt kết nối NFC, chúng ta sẽ vào phần trong cùng này, chúng ta có thể kết nối và đặt cái chiếc máy xuống cạnh đáy của cái chiếc máy ảnh này. Còn chúng ta có thể kết nối Bluetooth nữa, Bluetooth có thể on và chúng ta sẽ pairing thiết bị để mà chúng ta muốn kết nối, đợi nó tìm, nó sẽ kết nối với cái thiết bị chúng ta cần. Bỏ qua phần này, phần Wi-Fi Connect. Với cái kết nối Wi-Fi thì các bạn sẽ chọn phần đầu tiên. Phần kết nối Wi-Fi này khá là đơn giản, nếu mà các bạn sử dụng với điện thoại thì nó sẵn sàng ở đây rồi. Tuy nhiên thì với cái máy tính kết nối các bạn sẽ sang đây, chọn lựa. Chúng ta sẽ chuyển kết nối với màn hình, kết nối với máy in hay là kết nối với những cái LCD. Chúng ta có thể upload lên nữa. Các bạn sẽ chọn lựa đây. Thường thì các bạn sẽ chọn connect với cái chiếc điện thoại của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ có một cái phần kết nối không dây nữa. Với các cái kết nối không dây này, các bạn sẽ vào Wi-Fi setting. Trong này chúng ta có kết nối của NFC. Các bạn có thể chỉnh, tùy chỉnh các cái định dạng các thông số này. Thì chúng ta có thể bật password hay là tắt password tùy chúng ta. Mình sẽ quay lại. Ở đây chúng ta có kết nối Bluetooth cũng vậy. Chúng ta có thể on và pairing với cái thiết bị mà chúng ta muốn sử dụng. Còn kết nối Wi-Fi thì sẽ ở trên cùng. Để chỉnh về chế độ quay phim thì các bạn sẽ chỉnh ở đây. Chúng ta có một cái vòng xoay chỉnh về chế độ quay phim và mình sẽ vào cái phần menu. Nó có một số cái chế độ như là các bạn sẽ sử dụng cái chế độ quay phim hoàn toàn sử dụng tay, các cái thiết lập của các bạn sẽ sử dụng bằng tay. Phần chất lượng này thì là chất lượng của ảnh thôi. Chất lượng của ảnh nó sẽ đem lại là ảnh RAW, ảnh LR trong lúc các bạn đang quay, các bạn vẫn có thể chụp. Ở đây mình có thể chạm vào để có thể thay đổi các cái thiết lập như là lấy nét theo mặt người, tracking theo mặt người luôn. Một cái điểm nữa là các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có một cái hỗ trợ lấy nét bằng tay. Các bạn bật cái hỗ trợ lấy nét bằng tay lên, các bạn sẽ thấy những cái điểm nét. Cái này ở Sony đã có rất là nhiều rồi. Bật lên và chúng ta sẽ lấy nét và sẽ có những cái màu đỏ. Mình chọn màu đỏ thì cho là nét thì nó sẽ lên những cái hạt màu đỏ. Bỏ qua cái phần này, các cái thông số mà các bạn có muốn chỉnh. Một cái thông số quan trọng nhất là chúng ta sẽ xem cái chất lượng. Đây mình có cái chất lượng cao nhất của mình là 1080, nghĩa là Full HD. Và cái số frame là 60 frame. Quay có thể làm slow được. Đây là cái hình ảnh. Cách lấy nét thì các bạn có thể lấy nét tự động cũng như là chuyển về nét bằng tay. Vì chúng ta có thể sử dụng cò để lấy nét. Để chúng ta sử dụng tay, thường khi quay chúng ta sẽ sử dụng tay. Chúng ta sẽ nhấn và nút quay phim ở đây. Chúng ta sẽ lấy đây chiếc máy có thể theo nét. Một phần cần lưu ý là chiếc máy này có hệ thống chống rung 50 nên nó rất là êm ái, với 60 frame thì càng êm hơn nữa. Cảm giác là nó khi cầm trên tay không có cảm giác là mình đang cầm tay mà như là mình đang sử dụng một cái gimbal. Còn các bạn sẽ thấy là cái phần lấy nét nó chạy rất là nhanh, lấy nét rất nhanh, chạy liên tục. Để biết thêm thông tin về cái sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghệ.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.